Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn bưu điện thoại và chúng ta lại cùng gặp nhau trong một số gọi là tư vấn tiếp theo. Câu hỏi đến từ bạn Dũng Tiến, có máy Android nào 2 triệu đến 2 triệu tư RAM 3GB hoặc hơn để chiến game cổng cam đẹp, mua cũ thế giới di động cũng được. Nếu như 2 triệu tư em mua cũ thì anh nghĩ là sẽ mua được rất nhiều những cái chiếc máy trong tầm khoảng là 3 đến 4 triệu đồng đó. Và từ 3 đến 4 thì chúng ta đã có được những cái chiếc máy mà có RAM từ 3 đến 4GB cũng như là camera tương đối ổn rồi. Như kiểu là Xiaomi Mi A3 này, rồi là chúng ta có là Redmi Note 8, Realme 5, Realme 5i, Oppo A5 2020. Anh tin là đều sẽ là bán trong mức giá khoảng là 2,4 triệu đồng hàng cũ. Câu hỏi đến từ bản Sơn Văn, điện thoại từ 2 triệu đồng trở xuống có thể là chơi được liên quân. Anh thấy thì nếu như tính ra cũng nhiều đó, dưới 2 triệu đồng luôn. Một là con Redmi 8A này, anh thấy nó bán trong tầm khoảng là 1.990.000 hoặc là tầm 8 đến 2 triệu tầm đó. Thì nó được trang bị con 439. Con chip này thì nó vẫn có thể là chiến lược liên quân mobile nếu như em thiết lập ở những cái mức độ hỏa hợp lý, trung bình, bởi vì đây là con chip mới tiến trình 12 nanomet. Và chiếc máy tiếp theo sẽ là Redmi 9A, con máy này thì nó vừa mới ra mắt. Anh đã có một cái video đánh giá sơ lược về chiếc máy này rồi. Khả năng chiến lược quân mobile ở những cái mức độ hỏa vừa phải cũng khá là tốt. Và quan trọng là nó chiến được ở mức từ 40 đến 60 FPS. Câu hỏi đến từ bạn là Huỳnh Văn Thảo. Anh ơi cho em hỏi là điện thoại dưới 3,5 triệu đồng chính hãng mới, mua ở thế giới di động thì nên mua máy nào? Pin trên 4000 có sạc nhanh, màn hình HD Plus hoặc là Full HD này, hiểu đang chơi được game, lướt Facebook web, camera không cần đẹp, dùng 2 năm. Vsmart này, Redmi, Realme, Oppo có thể là tháng 8-9 mới mua. Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Nhu cầu như này thì anh thấy sẽ là có chiếc là Vsmart Active 3 này. Con này thì sẽ là có sạc nhanh, pin 4000, là con P60 4GB RAM 64GB bộ nhớ trong và chơi như kiểu là lướt Facebook, YouTube, game vừa phải thì nó ok. 2 năm thì nó cũng sẽ đáp ứng được bởi vì cơ bản thời gian bảo hành của nó đã lên đến tầm là 1,5 năm, 18 tháng rồi. Câu hỏi đến từ bạn Duy Khoa Nguyễn. Chào anh, Realme 6i chỉ đáng mua ở mức giá khoảng bao nhiêu? Realme 6i thì nó trang bị con là Helio G80, chúng ta có pin là 5000, sạc nhanh 18W đi kèm, màn hình là HD Plus này, camera 3 ống kính 48 chấm. Nếu như những thông số này thì đúng thực sự là nó chỉ xem với những cái con máy như kiểu là Redmi Note 9 đó. Mà Redmi Note 9 thì nó bán trong tầm khoảng là từ loanh quanh 4 triệu đồng mà thôi. Cho nên là đối với chiếc Realme 6i thì anh nghĩ sẽ là mua được trong tầm khoảng là từ 3,5 đến hơn 4 triệu đồng một tí, cho là 4 triệu 2 đi. Thì may mắn thì chúng ta vẫn có thể là mua được trong cái tầm như thế này thì nó đáng mua mà thôi. Còn lại nếu như tầm khoảng là trên 4 triệu 2 đến 5 triệu đồng thì thôi khỏi đi. Một là mua hẳn con Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro này, rồi là Redmi Note 9S, những cái chiếc máy nó cao cấp hơn hẳn, nó tốt hơn về cấu hình, camera. Câu hỏi đến từ bạn Realme Fan. Anh ơi, con Snap 835 chơi game được mấy năm nữa, em chơi liên quân PUBG. Con này thì tính đến thời điểm hiện tại thì tính ra là nó vẫn còn mảnh đó, nó còn mảnh hơn hẳn những con chip đầu 7 cao, kể cả là con 765G, 768G thì cũng chưa chắc đã bằng được con 835, bởi vì cơ bản chip flagship thì nó luôn được trang bị những tính năng, những công nghệ tốt nhất trong một năm đó. Và nếu như trong một năm đó thì kể cả là 1 đến 2 năm sau thì công nghệ cũng chưa thực sự mà có những cái thứ mà nó đuổi kịp được ở trên những cái dòng máy tầm trung. Cho nên là con 835 thì anh tự tin nó sẽ là chiến ngang với con tầm là 765. Con 765 thì nó vẫn xài tốt trong 3 năm, thì con 835 thì nó cũng như vậy mà thôi, dùng tốt trong vòng 3 năm, kể cả là chiến game. Câu hỏi đến từ bạn Vũ Minh Đức. 4 triệu đồng đổ xuống thì con Realme Q là cấu hình ngon nhất hả mọi người? Không phải đâu em, nó chỉ là ngon nhất nhì thôi. Chứ ngon nhất trong tầm giá này thì sẽ phải kể đến con là Redmi Note 8 Pro. Nó trang bị con là Helio G90T, 6GB RAM, 64GB bộ nhớ trong, pin 4005, tản nhiệt chất lỏng, sạc nhanh 18W, camera 4 ống kính 64 chấm. Realme Q thì nó chỉ là con Snap 712 AIE, rồi là 464, pin 4000, VOOC 3.0, camera 4 ống kính 48 chấm. Và đến từ bản là YX. Anh ơi, dưới 5 triệu đồng thì mua điện thoại gì chơi game mượt? Em chỉ cần mỗi game thôi, em chỉ mua được ở thế giới di động. Nếu mua tại thế giới di động thì mức giá nó hơi hạn chế nha, nhưng mà anh thấy là nó đang có chương trình giảm giá. Con Redmi Note 8 Pro thì rơi vào tầm khoảng là trên dưới 5 triệu đồng thì em có thể là mua chiếc máy này để mà gaming sẽ nói là tốt nhất luôn tại thế giới di động. Câu hỏi đến từ bạn là An Dương. Em có tầm 3,5, mua điện thoại Oppo Realme chủ yếu chơi game với camera dùng chip Snap thì càng tốt, em cảm ơn. Thì đúng là tầm này thì vừa khít với con là Realme Q luôn. 3,5 trang bị con 712 AIE, pin 4000, sạc nhanh VOOC 3.0, cam 48 chấm, 4 ống kính. Câu hỏi đến từ bạn là Lu Gamer. Chào anh, em có tầm 3,5, anh tư vấn cho em con điện thoại chơi game tốt 1 đến 2 năm, pin 4000, hãng Realme, Realme Q thôi em, chỉ có mua được con máy này. Bạn Tiến Nguyễn Hoài. Chào anh, em đang có tầm 8 triệu đồng muốn mua điện thoại chơi tốt PUBG Mobile, Call of Duty, màn hình đẹp, loa tốt, cam ổn, trong tầm giá đó có con nào ngon hơn Realme X2 Pro không? Mong anh tư vấn, em cần gấp lắm rồi, cảm ơn anh nhiều. Thực ra 8 triệu đồng thì đúng là có con K30 Pro thì nó vẫn tốt hơn so với con Realme X2 Pro chứ
chức ở cái điểm là nó sẽ là flagship 2020 nên sẽ có là con 865 có sẵn kết nối mạng 5G thì nó sẽ là nhỉnh hơn ở cái điểm này. Câu hỏi đến từ bạn Bé Long, anh ơi con Realme 5i và con Redmi 9 thì chiến game tốt thì nên mua con nào? Chắc chắn là anh sẽ thiên về con là Realme 5i với con 665. Nếu như kể là con G85 thì đôi khi anh vẫn thiên về con là 665 chứ kể đến là con G80. Bởi vì con G80, G85 thì nó tối ưu game chưa tốt, chưa tương thích tối đa. Thì trên đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật các bạn gửi về cho mình trong số tư vấn mua điện thoại lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích, hẹn nhớ đừng quên bấm like, đăng ký tư vấn mua điện thoại.